Mẹ mới nhìn rõ luôn. Xem rắn lạ. Rắn có hình người. Đúng không? Hình người thật là chú. Trên đầu đấy. Hay là con nạo nó bé lắm, nó xinh đành. Không bao giờ chuyện con nạo thì. Ôi, sợ thật y hệt luôn. Mỗi tuần nó không có tóc. Thế nào phát hiện là có người? Tự nhiên nhìn kìa, nó tại chắc đi. Bởi vì nhìn rắn mà nhìn thấy đầu thì... Rõ nét luôn. Quá rõ nét luôn. Hình hình như một như kiểu là một siêu nhân. Siêu nhân hình như kiểu là đúng hình như siêu nhân thật. Thôi ra. Ơi mở ra. Khách nhập về. Khách nhập về. Khách nhập về. Nó nhìn thấy con rắn nào như thế này chưa? Hình người đấy là sao thì con rắn bây giờ thì biết. Hỏi nhỉ. Đang đứng này sợ. Thấy người trên đầu. Nguyên một cái người trên đầu. Thế sao nhìn thật tí mà chả. Đi. Kiểm tra lại rắn thế nào. Để xem. Bắn trên mạng. Có nhân công sân.